Thưa quý khán giả và các đồng chí, theo quan sát của tôi thì chỉ chưa đầy một phút, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hà đã hạ gục 3 đối tượng lực lượng có trang bị. Và điều này rất là ấn tượng đúng không ạ? Nhưng còn ấn tượng hơn nữa đó chính là người phụ nữ mạnh mẽ đó không phải là một chiến đấu viên mà chị là nhân viên nấu ăn thuộc phòng hậu cần Lữ đoàn 126. Lớp tàu thứ nhất, ra vị trí, chuẩn bị chiến đấu. Tiến! Quan sát đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thị Hoa luyện tập bắn súng đặc chủng chống khủng bố, tôi thực sự rất là ngưỡng mộ. Và chị Hoa này, không biết là chị đã sử dụng thành thạo bao nhiêu loại súng ạ? Tôi có thể sử dụng thành thạo 3 loại súng. Súng K54, súng tiểu liên AK và súng Mikaruli. Vậy thì thành tích tốt nhất mà chị đạt được trong bộ môn bắn súng đó là gì ạ? Thành tích tốt nhất là tôi đạt được là năm 2014. Quân chủng có tổ chức thi các phụ nữ khu vực phía Bắc, tôi đã được đạt giải điểm cao nhất trong hôm bộ môn bắn súng K54. Theo quan sát vừa rồi thì tôi thấy là chị Hoa này vừa lắp súng này vừa ngắm bắn mục tiêu rất là nhanh và chính xác. Và ngay bây giờ thì chị Hoa có thể thao tác lại một lần nữa để tôi cũng như là quý khán giả của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam có thể nhìn lại một lần nữa được không ạ? Đã được ạ. Dạ vâng, chưa mời chị ạ. Thank you.